Cập nhật tiến độ trục đường D1 và đã làm tới đâu rồi nha. Hiện tại trọng thơ đang đứng tại trục đường D1, lộ giới rộng 52 m nha quý vị. Đây là khu vực ngăn cách giữa công nghiệp và đô thị. Trước mắt chúng ta là khu đô thị. Đó bên tay trái này gọi là đô khu đô thị. Và bên tay phải này được quy hoạch khu nghiệp 2067 ha. Và trước mắt chúng ta chạy thẳng hướng này chúng ta sẽ ra ba trung tâm thương mại vòng xoay đường Hồ Chí Minh nha. Rồi vị trí này à, chạy thẳng hướng này ạ, à. hướng ngược lại này, chúng ta ra tới trạm thu phí Thành Tâm tại quốc lộ 13. Sau này chúng ta đi hết đất Bào Bàng, Bình Dương. thế phải chúng ta sẽ vào trục đường này nha. Vào trục đường này từ đây chúng ta di chuyển ra à, ngay quốc lộ 13 mà ngay chỗ trạm thu phí Thành Tâm à, là 6km nha quý vị, 6km. Trước mắt chúng ta là trường cao đẳng Bình Phước à, đã được xây dựng. Và ngay ngày hôm nay trọng thơ cập nhật cho chúng ta có thể thấy cái hình ảnh trọng thơ bay clay cam. Theo trục đường D1 xem là tiến độ hạ tầng đã làm tới đâu rồi. Còn bao nhiêu cây số nữa thì sẽ thông tha, à, quốc lộ 13 nha hiện tại đã làm cách vị trí trọng thư khoảng tầm 1 km còn khoảng 4 km nữa là chúng ta sẽ thông ra quốc lộ 13 4 km nữa thôi nha quý vị là thông ra quốc lộ 13 tại trạm thu phí Trơn Thành và đặc biệt hơn nữa nhiều nhà máy đã về đây à, lao động và sản xuất chúng ta có thể thấy à, hình ảnh rất là đẹp đúng không ạ rồi ở đây thì bất động sản nằm tại khu vực này thời điểm này nha quý vị giá dao động từ 5 đến 6 triệu một mét vuông thôi quý hàng quan tâm tới những bất động sản mà tiện ích xung quanh như trường cao đẳng bình Phước à, khu công nghiệp bkm và những dãy nhà phố shop house của BKMX đã xây dựng lên đây để kinh doanh buôn bán cho thuê và phục vụ cho những nhu cầu ăn ở sinh hoạt tại khu nghiệp này thì quý hàng liên hệ trọng thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta có những sản phẩm mới nhất đẹp nhất và cập nhật tình hình hạ tầng cũng như là giá bất động sản tại khu vực này nhé hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo và nhớ theo dõi hết video của trọng thơ để xem những hình ảnh thực tế tại khu nghiệp này chúc quý hàng đầu tư thành công và thắng lợi